Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Khi ta muốn chữa lành cho Israel, thì tội lỗi của Ephraim và sự gian ác của Samari bày tỏ. Vì chúng nó đã làm sự giả dối, kẻ trộm vào trong và bọn cướp đánh giật ở ngoài. Chúng nó không nghĩ trong lòng rằng, ta nhớ mọi sự gian ác của chúng nó. Bây giờ, tội phạm chúng nó ràng rịt lấy mình, chúng nó ở trước mặt ta. Chúng nó lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua, lấy sự dối trá mình làm đẹp lòng các quan trưởng. Hết thảy chúng nó đều tà dâm, giống như lò của người nướng bánh đốt lửa, thôi chụm lửa từ khi nhồi bột cho đến chừng bột dậy men. Đến ngày vua chúng ta, các quan trưởng vì sự nóng của rượu mà đau ốm, vua cũng bắt tay những kẻ hay nhạo báng. Chúng nó rình rập, lòng cháy như lò lửa mà kẻ nướng bánh đã ngủ cả đêm. Đến sáng sớm thì lò cháy như lửa phun ra những ngọn. Chúng nó thảy đều nóng hừng như lò lửa, nuốt các quan xét mình. Hết thảy các vua chúng nó đều bị úp đổ, và trong đám họ chẳng ai kêu với ta. Ephraim xen lộn với các dân khác. Ephraim khác nào bánh chưa quay. Các dân ngoại đã nuốt sức mạnh nó mà nó không biết. Tóc đầu nó bạc lém đém mà nó chẳng ngờ. Sự kiêu ngạo của Israel làm chứng trước mặt nó. Chúng nó dù gặp sự đó cũng không trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình, và cũng chẳng tìm kiếm Ngài. Ephraim như bồ câu ngây dại không có trí khôn, vì chúng nó kêu Egypto đi đến cùng Assyri. Đang khi chúng nó đi đó, ta sẽ giăng lưới trên chúng nó, ta sẽ làm cho chúng nó ngã xuống như những chim trời. Ta sẽ sửa phạt chúng nó y như giữa hội chúng nó đã nghe. Khốn cho chúng nó vì chúng nó lìa xa ta. Nguyên sự hư nát đổ trên chúng nó vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng ta. Dầu ta muốn cứu chuộc chúng nó, nhưng chúng nó nói những điều dối trá nghịch cùng ta. Chúng nó chẳng lấy lòng kêu cầu ta, song chúng nó kêu vang trên giường mình. Chúng nó thâu mùa lúa mì và rượu mới của mình và loạn nghịch cùng ta. Chính ta đã dạy chúng nó, đã làm cho mạnh cánh tay chúng nó. Dầu vậy, chúng nó cũng toan sự giữ nghịch cùng ta. Chúng nó xây lại, song không hướng về đấng rất cao. Chúng nó giống như cung dở trái. Quan trưởng chúng nó sẽ ngã bởi gươm, vì lưỡi chúng nó nổi giận. Kìa, chúng nó sẽ làm trò cười trong đất Egypto. Chương 8. Miệng ngươi khá thổi kèn. Nó như chim ưng đến nghịch cùng nhà Đức Giê-hô-va, vì chúng nó đã trái lời giao ước ta và đã phạm luật pháp ta. Chúng nó sẽ kêu đến ta rằng, hỡi Đức Chúa Trời tôi, chúng tôi là Israel, nhìn biết Ngài. Israel đã bỏ điều lành, kẻ nghịch sẽ đuổi theo nó. Chúng nó đã lập vua mà không bởi ta, lập quan trưởng mà ta không biết. Chúng nó lấy bạc vàng của mình làm thần tượng cho mình, để chúng nó bị dứt đi. Hỡi Samari, bò con của ngươi đã bị bỏ rồi. Cơn giận của ta đã phừng lên nghịch cùng chúng nó. Chúng nó chẳng được khỏi tội cho đến khi nào. Vì bò con đó thật là việc của Israel làm ra. Một người thợ đã chế ra, nó không phải là Đức Chúa Trời. Thật, bò con của Samari sẽ bị bể nát. Vì chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc. Chúng nó không có lúa đứng. Cây lúa sẽ không sinh ra bột, mà dầu có sinh ra nữa, thì dân ngoại sẽ nuốt lấy. Israel đã bị nuốt. Bây giờ chúng nó ở giữa các dân, như khí mạnh chẳng ai ưa thích. Vì chúng nó đã lên Assyri, như con lừa rừng đi một mình. Ephraim đã hối lộ cho những kẻ yêu nó. Dầu chúng nó hối lộ giữa các nước, nay ta sẽ nhóm họp chúng nó. Chúng nó bắt đầu giảm bớt đi, vì cớ sự gánh nặng bởi vua của các quan trưởng.
Vì Ephraim đã thêm nhiều bàn thờ đặng phạm tội, thì những bàn thờ nó đã khiến nó sa vào tội lỗi. Ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình. Còn như của lễ dâng cho ta, thì chúng nó dâng thịt và ăn, nhưng Đức Giê-hô-va chẳng nhận chúng nó đâu. Bây giờ, Ngài nhớ lại sự gian ác chúng nó và sẽ thâm phạt tội lỗi chúng nó. Chúng nó sẽ trở về trong Ai Cập. Israel đã quên đấng tạo mình và dựng những cung đền. Giu-đa đã thêm nhiều các thành bền vững. Nhưng ta sẽ sai lửa trên các thành nó và lửa ấy sẽ thiêu cháy cung đền nó. Chương 9. Hỡi Israel chớ vui mừng, chớ nức lòng mừng rỡ như các dân, vì ngươi đã phạm tội tà dâm và cách xa Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã ưa thích tiền công mình trên mọi sân đạp lúa, hoặc sân đạp lúa hoặc hầm ép rượu cũng sẽ chẳng nuôi chúng nó. Rượu mới sẽ thiếu thốn cho nó. Chúng nó sẽ không ở trong đất của Đức Giê-hô-va nữa, nhưng Ephraim sẽ trở về Ai Cập và sẽ ăn đồ ăn ô uế trong Assyri. Chúng nó sẽ không làm lễ quán bằng rượu cho Đức Giê-hô-va nữa, và các của lễ chúng nó cũng sẽ chẳng đẹp lòng Ngài. Song sẽ như bánh kẻ có tang, hễ ai ăn đến thì bị ô uế, vì bánh chúng nó sẽ đỡ đói cho chúng nó, chẳng được vào nhà Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ làm gì trong ngày lễ trọng thể, trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va? Thật, này, chúng nó đã đi trốn khỏi tai họa. Ai-díp-tô sẽ liệm chúng nó, Memphis sẽ chôn chúng nó. Những đồ bằng bạc rất quý của chúng nó sẽ trở nên mồi của chà chuông, gai gốc sẽ loáng nơi nhà tạm chúng nó. Những ngày thâm phạt đã đến rồi, những ngày báo trả đã tới rồi. Israel sẽ biết kẻ tiên tri là dạ dột, người được cảm động bởi thần linh là điên cuồng, vì sự gian ác dư dật của ngươi và sự hờn ghét lớn lắm. Ephraim là kẻ rình nghịch cùng Đức Chúa Trời ta, còn kẻ tiên tri là lưới bắt chim trên mọi đường lối mình. Nó là sự ghen ghét trong nhà Đức Chúa Trời mình. Chúng nó bại hoại rất sâu như đang những ngày Gibea. Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại sự gian ác chúng nó, sẽ thâm phạt tội lỗi chúng nó. Ta đã gặp Israel như gặp trái nho trong đồng vắng. Ta đã thấy tổ phụ các ngươi như trái chín đầu trên cây vả tơ. Nhưng chúng nó đã vào nơi ba anh Phê-ô, dâng mình cho vật xấu hổ và cũng trở nên gớm ghiếc như vật chúng nó đã yêu. Sự vinh hiển của Ephraim sẽ bay đi như chim, sẽ không đẻ, không thai, không nghén nữa. Ví dầu chúng nó được nuôi con cái ta, ta cũng cất lấy đi, đến nỗi không một người nam nào còn lại. Thật, khi ta lìa bỏ chúng nó, thì khốn nạn thay cho chúng nó. Ephraim được trồng trong nơi xinh tốt, như ta đã xem thấy Tyre. Dầu vậy, Ephraim sẽ dắt các con cái nó đến kẻ giết lát. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy ban cho chúng nó. Ngài sẽ cho chúng nó cái gì? Hãy cho chúng nó cái dạ sút sảo và vú khô khan. Cả sự hung ác chúng nó đều ở Ginh-ganh. Ấy, tại đó mà ta ghét chúng nó, vì cớ những việc ác chúng nó. Ta sẽ đuổi chúng nó khỏi nhà ta, ta sẽ chẳng thương yêu chúng nó nữa. Hết thảy quan trưởng chúng nó là kẻ loạn nghịch. Ephraim bị đánh, rễ nó đã khô. Chúng nó sẽ không ra trái nữa. Dầu đẻ ra, ta cũng sẽ giết trái thương yêu của bụng chúng nó. Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó, vì chúng nó không nghe Ngài, và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước. Chương 7. Bây giờ, các người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-su. Thấy một vài môn đồ Ngài dùng tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. Và người Pha-ri-si và người Giu-đa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa, nếu không rửa tay cẩn thận thì không ăn. Khi họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng. Vậy,
các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng: Sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy? Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm. Như có chép rằng: Dân này lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Vì Môi-se có nói: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Lại nói: Ai rủa xả cha mẹ thì phải bị giết. Nhưng các ngươi nói rằng: Nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng: Mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được, thì đã là Corban, nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời. Vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa. Dường ấy các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy. Bây giờ Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng: Các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu. Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ dáy người được, nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Khi Ngài vào trong nhà, cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. Ngài phán rằng: Vậy chứ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được sao? Vả sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo. Như vậy làm cho mọi đồ ăn được sạch. Vậy Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Đoạn, Ngài từ đó đi đến bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Ngài vào một cái nhà không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được, vì có một người đàn bà, con gái người bị tà ma ám, đã nghe nói về Ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân Ngài. Đàn bà ấy là người Grec, dân Syrophenici. Người xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: Hãy để con cái ăn no nê trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó. Xong người đáp lại rằng: Lạy Chúa, hẳn vậy rồi, nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái. Ngài bèn phán: Hãy đi, vì lời ấy quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi. Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã bị đuổi khỏi. Đức Chúa Giê-xu lìa bờ cõi thành Tyre, qua thành Sidon và trải địa phận Decapolis đến biển Galilê. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời thở ra mà phán cùng người rằng: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai. Sau Ngài càng cấm, người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy. Chương 8. Những ngày đó lại có một đoàn dân đông theo Đức Chúa Giê-xu. Vì chúng không có chi ăn nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày nay không rời bỏ ta và chẳng có gì ăn. Nếu ta truyền cho nhịn đói trở về nơi họ ở, dọc đường chắc sẽ kém sức vì có mấy người đã đến từ nơi xa. Môn đồ thưa rằng: Có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này cho chúng ăn no ư? Ngài hỏi: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa: Có 7 cái. Ngài bằng biểu đoàn dân ngồi xuống đất,
đoạn lấy 7 cái bánh tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân. Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ. Đức Chúa Giêsu tạ ơn rồi, cũng khiến đem phân phát như vậy. Ai nấy ăn no nê, rồi người ta thâu được 7 giỏ những miếng thừa. Và những người ăn đó ước chừng 4.000 người. Đức Chúa Giêsu cho chúng về, rồi liền vào thuyền với môn đồ, sang xứ Damanutha. Có mấy người Pha-ri-si đến đó cãi lẽ với Ngài, muốn thử Ngài, thì xin một dấu lạ từ trên trời. Đức Chúa Giêsu than thở trong lòng mà rằng, làm sao dòng dõi này xin dấu lạ? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào. Ngài bèn bỏ họ trở vào thuyền mà qua bờ bên kia. Vả môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi. Ngài răn môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si và men đảng Hê-rốt. Môn đồ nói cùng nhau rằng, ấy là vì chúng ta không có bánh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết điều đó thì phán rằng, sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà sao không thấy, có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, 7 giỏ. Ngài phán, các ngươi còn chưa hiểu sao? Kế đó, Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người và hỏi có thấy chi không. Người mù ngó lên rồi thưa rằng, tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Rồi Đức Chúa Giê-xu lại đặt tay trên mắt người, người nhìn xem được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. Đức Chúa Giê-xu khiến người về nhà và truyền rằng, đừng trở vào trong làng. Khi Đức Chúa Giê-xu đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Cesare Philip, dọc đàn, Ngài hỏi môn đồ rằng, người ta nói ta là ai? Thưa rằng, kẻ thì nói là Giăng Báp-tít, người thì nói là Ê-li, kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Ngài hỏi, nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-a-rơ thưa rằng, Thầy là Đấng Christ. Đức Chúa Giê-xu bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết. Bây giờ Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi-a-rơ đem Ngài riêng ra mà can gián Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu xây lại ngó môn đồ và quở Phi-a-rơ rằng, hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng, nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh. Chương 9. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-a-rơ, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao, và Ngài hóa hình trước mặt 3 người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy.
Eli và Môi-se hiện ra nói chuyện cùng với Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng với Chúa Giê-xu rằng: Lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Eli. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thình lình, các môn đồ ngó quanh khuất, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giê-xu ở với mình mà thôi. Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào con người từ kẻ chết sống lại. Vậy môn đồ ghi nhớ lời ấy, và hỏi nhau sự từ kẻ chết sống lại là gì. Lại hỏi Ngài rằng: Sao các thầy thông giáo nói rằng Eli phải đến trước? Ngài đáp rằng: Thật, Eli phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Vả, ta nói cùng các ngươi, Eli đã đến rồi. Người ta đãi người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy. Đức Chúa Giê-xu với ba người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thấy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng: Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng: Lạy Thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho Thầy, nó bị quỷ câm ám. Không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, song đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bằng đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giê-xu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc, sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng: Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu Thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Sao ngươi nói nếu Thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy, nên nổi nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó, nâng lên, thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Đoạn đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Giê-xu không muốn cho ai biết, vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi, Ngài bị giết đã ba ngày rồi thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ, không dám hỏi Ngài. Đến thành Ca-bê-na-um, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng: Lúc đi đường các ngươi nói chi với nhau? Môn đồ đều làm thinh, vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Ngài bèn ngồi kêu 12 sứ đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Đoạn Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ, rồi ẵm nó trong tay mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ vừa nói xấu ta được.
hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Nhưng hễ ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng một tay mà vào sự sống còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục trong lửa chẳng hề tắt. Lại, nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng què chân mà vào sự sống còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi thì lấy chi làm cho mặn lại được? Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. Thi Thiên 110. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việc về sự năng lực ngươi. Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi, như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Đức Giê-hô-va đã thề không hề đổi ý rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, tùy theo bang Mên-chi-xê-đét. Chúa ở bên hữu ngươi sẽ chà nát các vua trong ngày Ngài nổi giận. Ngài sẽ đoán xét các nước, làm khắp nơi đầy xác chết, cũng sẽ chà nát kẻ làm đầu của nước lớn. Ngài sẽ uống nước khe trong đường, và nhân đó ngước đầu lên. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch, bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.